Này, bạn có muốn thực hiện một chuyến du hành ngược thời gian siêu thú vị về kỷ Jura hoặc Cambri không? Hãy tin tôi đi, đó sẽ là một chuyến đi đầy thử thách. Nhưng để sống sót trong những môi trường cổ xưa đó, bạn sẽ phải nghiêm túc trang bị cho mình một vài kỹ năng quan trọng. Vào đầu kỷ Cambri, không khí sẽ loãng như ở trại dừng chân khi leo đỉnh Everest. Nhưng khí hậu khi đó thực sự khá lạnh và ổn định. Tuy nhiên, có một vấn đề nho nhỏ, không có thực vật hay động vật trên cạn để làm thức ăn cho chúng ta. Vì vậy, hãy quên đi việc nướng thịt để có món bít tết mềm mỏng. Thay vào đó, bạn phải nghĩ ra những cách sáng tạo để bắt bỏ ba thùy và các loài động vật có vỏ trong ngộ nghĩnh khác. Chúc bạn đủ may mắn để tìm được một ngọn giáo khi không có gỗ hoặc lưới đánh cá khi không hề có sợi thực vật nào. Và hãy sẵn sàng để ăn sống chúng, trừ khi bạn có thể tìm ra cách chiết xuất dầu từ những sinh vật này hoặc đốt rồng biển khô. Nhưng chờ đã, nếu bạn đang muốn trải nghiệm cuộc sống thoải mái hơn, bạn phải du hành đến 100 triệu năm trước, đến kỷ Silurian. Ở thời điểm này, mọi thứ bắt đầu dễ dàng hơn một chút. Không khí vẫn còn loãng, nhưng hàm lượng oxy cao hơn trước đó một chút. Thêm nữa là khí hậu trở nên ấm áp và dễ chịu hơn. Các loài thực vật trên cạn đơn giản cuối cùng đã xuất hiện. Không chỉ vậy, con cá có xương đầu tiên cũng xuất hiện vào thời điểm này. Vì vậy, bạn thực sự có thể tìm thấy thứ gì đó ngon miệng hơn để ăn. Chỉ cần đề phòng những loài rết thời tiền sử và những sinh vật giống nhện sống trong cùng khu vực với bạn. Chúng không phải là những người bạn đồng hành tốt nhất trong bữa tối. Vâng, tất cả nghe có vẻ thú vị và khả thi. Nhưng hãy nói thêm một chút về ý tưởng dịch chuyển tức thời điên rồ này. Nếu bằng cách kỳ diệu nào đó, bạn xuất hiện vào một thời điểm khác, điều đầu tiên bạn phải lo lắng là lượng oxy trong không khí. Bây giờ, nhìn vào biểu đồ thú vị ở trên, có thể thấy khá rõ rằng mức oxy từng ở mức cực thấp trước vào khoảng 850 triệu năm trước. Thấp đến mức nó chỉ tương đương với một vài phần trăm của bầu không khí, và thậm chí còn không có chút oxy nào trong không khí cho đến khi sự kiện được gọi là quá trình oxy hóa lớn xảy ra khoảng 2,3 tỷ năm trước. Vì thế, nếu bạn trở lại thời điểm đó, việc sống sót sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào thể lực của bạn như thế nào. Nếu nồng độ oxy thấp hơn 10%, bạn có thể sẽ bất tỉnh nhưng không chết. Nếu chỉ trên 10% một chút thì bạn có thể hoạt động bình thường. Nhưng chắc chắn cuộc sống không phải ở tình trạng tốt nhất. Nếu chỉ xét riêng yếu tố về lượng oxy, có vẻ như bạn có thể sống sót nếu xuất hiện ở khoảng 750 triệu năm trước, dao động trước hoặc sau vài triệu năm. Bây giờ, hãy nói về những điều thú vị trên đất liền. Thực vật trên cạn đầu tiên chỉ xuất hiện vào khoảng 450 triệu năm trước trong kỷ Ordovic. Trước đó cũng có một số loài tảo, đa phần là vào thời điểm cách đây khoảng 500 đến 600 triệu năm. Nhưng không có nhiều chuyện xảy ra cho đến khi những loài thực vật trên đất liền đó xuất hiện. Các dạng sống khác không bắt đầu xuất hiện trên đất liền cho đến gần 300 đến 400 triệu năm trước. Nhưng có một loài sinh vật, loài nhiều chân, sống cách đây khoảng 428 triệu năm và là một trong những loài sống trên cạn sớm nhất. Ý tôi là, nếu bạn sống vào thời đó, bạn sẽ phải nghĩ ra những công thức nấu ăn kỳ lạ với nguyên liệu là các loài động vật nhiều chân, có vẻ không hấp dẫn là mấy. Đừng lo lắng nếu bạn thấy mình quay ngược thời gian trước tất cả những sự kiện trên đất liền đó, khoảng 500 đến 600 triệu năm trước, các đại dương tràn ngập sự sống. Có những sinh vật được gọi là hệ động vật Edicarian, và chúng là một trong những sinh vật đầu tiên được bảo tồn tốt. Một số trong số chúng có thể xuất hiện ở những vùng nước nông gần bờ biển, vì vậy bạn có thể bắt chúng để chuẩn bị bữa ăn cho mình. Nhưng hãy nhớ rằng, chưa có loài thực vật nào trên cạn, nên bạn có thể phải ăn sống chúng mà không có khoai tây ăn kèm. Bạn sẽ có một loại sashimi thời tiền sử trên đĩa của mình. Bây giờ, khoảng 500 triệu năm trước, mọi thứ bắt đầu trở nên thật sự thú vị ở các đại dương sau sự kiện gọi là vụ nổ kỷ Cambri. Nếu bạn đến kỷ Cambri, bạn sẽ có đủ các loài động vật kỳ lạ để bắt ở các vùng ven biển. Hãy nhìn vào các hóa thạch từ Bergesse để biết thêm về những loài động vật hoang dã thú vị này nhé. Hãy nhìn những loài ngành tay cuộn, động vật chân đốt và thậm chí cả những sinh vật giống giun. Nhưng một lần nữa, không có thực vật thân gỗ nào vào thời điểm này. Vì vậy, bữa ăn của bạn chủ yếu bao gồm động vật chân đốt sống và tảo. Được rồi, chúng ta hãy đi sâu vào tìm hiểu kỹ băng hà. Đó là khi trái đất trở nên siêu lạnh trong một thời gian dài đến mức nực cười, trải dài đến hàng triệu triệu năm.
Điều này khiến những tảng băng và sông băng khổng lồ lan rộng khắp nơi, bao phủ những khu vực rộng lớn trên bề mặt hành tinh. Dù bạn có tin hay không, hành tinh của chúng ta đã trải qua ít nhất 5 kỷ băng hà lớn. Kỷ băng hà đầu tiên đã xảy ra khoảng 2 tỷ năm trước và kéo dài 300 triệu năm. Kỷ băng hà gần đây nhất đã bắt đầu vào khoảng 2,6 triệu năm trước và theo đúng nghĩa đen chúng ta vẫn đang ở trong kỷ băng hà này. Vì vậy, chúng ta đang ở giữa kỷ băng hà, nhưng hiện tại chúng ta không sống ở xứ sở thần tiên băng giá. Đó là bởi vì chúng ta hiện đang ở thời kỳ giang băng. Trong thời kỳ băng hà, nhiệt độ thay đổi liên tục. Khi trời ấm hơn, những tảng băng và sông băng đó bắt đầu tan chảy, tạo ra cái mà chúng ta gọi là các thời kỳ giang băng. Và khi trời lạnh hơn, chúng lại nở ra, chúng ta gọi là băng giá. Vì vậy, ngay bây giờ, chúng ta đang tận hưởng thời kỳ băng hà ấm áp của kỷ băng hà gần đây nhất. Bắt đầu khoảng 11.000 năm trước, khi mọi người nhắc đến kỷ băng hà, họ thường nói về thời kỳ băng hà cuối cùng bắt đầu khoảng 115.000 năm trước và kết thúc khoảng 11 năm trước khi thời kỳ băng hà hiện tại của chúng ta bắt đầu. Trong thời kỳ băng hà đó, mọi thứ còn lạnh hơn bây giờ rất nhiều. Vào thời kỳ đỉnh cao, khi các tảng băng bao phủ hầu hết Bắc Mỹ, nhiệt độ trung bình toàn cầu là khoảng 8 độ C. Nhiệt độ đó mát hơn tới 6 độ F so với nhiệt độ trung bình toàn cầu ngày nay. Sự chênh lệch nhiệt độ đó có vẻ không nhiều, nhưng cũng đủ để biến phần lớn Bắc Mỹ và lục địa Á Âu thành những khu vực bị băng bao phủ. Trái đất cũng khô hơn rất nhiều và mực nước biển thấp hơn nhiều vì phần lớn nước bị giữ lại trong những tảng băng đó. Chúng ta đang nói về những thảo nguyên rộng lớn, những đồng cỏ khô cằn, xa ngút tầm mắt. Và đừng quên những thảo nguyên, những đồng cỏ ấm áp hơn và những sa mạc cũng là một phần của khung cảnh băng giá. Trong kỷ băng hà, có một số sinh vật quen thuộc lang thang xung quanh như gấu nâu, tuần lộc và chó sói. Nhưng cũng có một số sinh vật cực kỳ thú vị đã bị tuyệt chủng khi kỷ băng hà kết thúc. Chúng ta đang nói về voi ma mút, voi răng máu, hổ răng kiếm và những con lười đất khổng lồ. Hiện nay, có rất nhiều giả thuyết xoay quanh việc tại sao những con thú tuyệt vời này lại tuyệt chủng. Một ý kiến cho rằng con người chúng ta đã săn lùng chúng đến mức tuyệt chủng khi chúng ta đi ngang qua những con đường có loài động vật to lớn này. Loài người của chúng ta, người Homo sapiens, thực sự đã sống sót qua kỷ băng hà. Chúng ta đã có mặt trên hành tinh này khoảng 300.000 năm, bắt đầu từ châu Phi và sau đó di cư đến khắp nơi trên toàn cầu. Một số tổ tiên của chúng ta đã ở lại châu Phi và không phải trải qua toàn bộ tác động băng giá. Những người khác mạo hiểm đến những nơi khác nhau trên thế giới, thậm chí bất chấp cái lạnh cống của môi trường băng giá ở châu Âu. Nhưng chúng ta không phải là những người duy nhất ở đó. Vào đầu kỷ băng hà, có những giống người khác, họ hàng gần gũi của chúng ta, sống rải rác khắp lục địa Âu Á. Chúng ta có những người Neanderthal sống ở châu Âu và những người Denisovan bí ẩn đang lang thang ở châu Á. Đáng buồn thay, cả hai nhóm này dường như đã biến mất trước khi kỷ băng hà kết thúc. Hiện nay, có vô số giả thuyết về cách loài người chúng ta có thể sống sót qua kỷ băng hà trong khi những người bạn giống người của chúng ta lại không thể vượt qua được. Một số người tin rằng đó là vì chúng ta có khả năng thích nghi một cách kỳ lạ và sử dụng các kỹ năng xã hội, giao tiếp cũng như các công cụ tiện lợi để làm lợi thế cho mình. Và hãy hiểu điều này, con người không chỉ nằm im trong kỷ băng hà. Không hề, chúng ta đã khám phá những vùng lãnh thổ mới và biến chúng thành nhà của mình. Trong một thời gian dài, người ta nghĩ rằng con người không đặt chân đến Bắc Mỹ cho đến khi các tảng băng bắt đầu tan chảy. Dấu chân hóa thạch được phát hiện tại công viên quốc gia White Sands ở New Mexico chứng minh rằng con người đã khai phá Bắc Mỹ ít nhất 23.000 năm trước, ngay gần thời điểm giữa kỷ băng hà cuối cùng.